Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Crazy Craft. Và tập trước á, thì mình đã tìm được một cái vùng đồng bằng khá là thích hợp để mình có thể sinh sống. Và trong thời gian với hai tập thì mình đã xây được một phần nhỏ của cái ngôi nhà của mình. Nhưng mà bây giờ thì mấy con bò nó đang chiếm giữ rồi các bạn ơi. Thôi kệ nó đi. Và mình có nung một ít cái thức ăn á, để ăn dần bụng trong ngày hôm nay nè. Giờ thì mình sẽ lấy ra và ăn cho no bụng trước nha. Rồi, sau khi ăn á, thì mình sẽ bắt đầu nhiệm vụ chính trong ngày hôm nay của mình. Đó chính là đi mai để tìm thêm kim cương. Vì ở tập trước mình chỉ mới có một viên kim cương trong mấy cái pho tượng đó thôi hà. Và cô bạn gái đây đang giữ. Nếu mà mình giành lại đúng không? Là thế nào cũng đòi đi theo mình để đi chơi á. Nên thôi cầm kim cương và ở nhà giùm đi. Mình sẽ mang theo một ít gỗ nè. Đúng rồi. Cái quặng này khi mà kết hợp với xô nước đó thì nó sẽ tạo ra một cái quả trứng triệu hồi ra girlfriend nè, một cô bạn gái nữa. Nhưng mà khi nào nhà mình xong xuôi đi thì mình sẽ triệu hồi cô bạn gái ra để ở chung nhá. Còn giờ thì mình sẽ múc thêm một xô nước và chuẩn bị thêm một vài thứ cần thiết trước khi đi mai nhá. Coi nào, trong đây còn thứ gì mình còn có thể mang theo không? Táo vàng thì chắc mình sẽ mang theo một ít đi, lỡ mà có gặp quái á thì mình sẽ ăn vô để tăng cái khả năng hồi máu lên nhá. Bàn chế tạo thì chắc mình cũng không cần mang vì trong ba lô của mình đã tích hợp sẵn cái tính năng chế tạo rồi á các bạn ơi. Rồi giờ thì lấy lại cái ba lô nè. Trong thời gian với hai tập thì mình cũng có đào thẳng một cái đường đó, sâu tít ở dưới để mình có thể dễ dàng đi mai hơn. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái cây gậy này để có thể di chuyển lên xuống cho đơn giản nha. Làm một điểm trên này trước đúng không? Rồi sau đó thì mình sẽ lội bộ xuống phía dưới. À, không trèo thang chứ, không phải là bộ. Rồi mình sẽ đặt một cái cánh cổng còn lại và nó sẽ kết nối với cánh cổng ở phía trên á. Như vậy thì mình có thể dịch chuyển lên xuống rất là dễ dàng luôn á các bạn ơi. Đây, chừng nào đi xuống thì mình sẽ đặt cái cánh cổng còn lại. Đặt, các bạn nên đặt giống như cái cửa vậy nha, chứ đừng có nên đặt ở phía dưới đất. Tại vì đặt phía dưới đất á thì nó sẽ rất là khó khăn trong việc chúng ta ra vào. Đó, giờ thì lên xuống rất là easy luôn. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu khám phá hang động thôi. Ở đây á thì mình phát hiện có một cái quặng là titanium, nhưng mà mình không biết với cấp độ cúp sắt á thì có thể đào được không nữa. Để giờ mình làm liều mình đào thử luôn. Ui, đào được nè. Ồ, đào được titanium luôn. Và cái loại titanium này á là một thứ rất là quan trọng để mình có thể chế tạo những cái món đồ ultimate á. Đây, kết hợp với uranium nè, làm được một cái kiếm ultimate 40 đam lận. Rất là khỏe, giai đoạn đầu mà có được một thanh kiếm đó thì không sợ bị mấy con quái nó cắn chết đâu. Và ở đây còn có cái quặng gì nữa đây? Lightning stone. Quặng này không biết dùng để làm gì nữa. Chế tạo đồ gì á? Hình như là mấy cái đồ bên siêu hồn á các bạn ơi. Tạm thời thì cứ giữ đi. Silicon thì không cần. Có vàng nè, mình sẽ tập trung vào đào vàng, kim cương cũng như là những cái loại quặng xịn xịn nhá. Còn sắt thì mình không cần đào cũng được, vì trên mấy cái pho tượng á có rất là nhiều sắt, mình chỉ cần lại đó và đào mang về và dùng thôi à. Nên không cần phải mất thời gian dưới cái hang động để đào sắt làm gì cho mệt. Mình sẽ đào thêm ít vàng ở đây. Ui, có thể nào tắt nước không ta? Ở đây một hồi chất chết ngạt luôn quá. Thôi tạm thời thì bỏ qua cái quặng vàng nữa đi. Chỗ này có cái quặng titanium. Ủa, hai cái này khác nhau hả? Ủa, sao có hai loại titanium dữ vậy ta? Coi coi titanium này sẽ làm được gì đây. Titanium này là bên bản, một bản mod khác nữa. Uầy, có hai loại titanium luôn chứ. Thôi mình sẽ không lượm titanium đó đâu. Còn đây là amethyst hả? Ồ, hình như cái loại này vẫn có thể chế tạo được vũ khí hay sao ấy. Để mình bây giờ mình sẽ thử làm một cái món vũ khí từ amethyst thử xem nhá. Hy vọng là nó sẽ có sức tấn công ổn hơn. 15 đam. Ôi, nó khỏe hơn cái kiếm sắt mình rất là nhiều nè. Gần như là gấp đôi luôn á. Ok, để mình đào thêm một ít nữa để mình làm thêm một cây nhá. Tại vì một cây thì quánh nó đâu có khỏe hẳn đâu. Phải làm hai cây thì nó mới khỏe hẳn cơ. Đây, đặt thêm theo công thức như vậy. Vậy là mình đã có được hai cái cây kiếm bằng amethyst luôn rồi. Cực kỳ tốt. Và bây giờ thì mình có thể vứt đi hai cây kiếm này được rồi đó. Vứt nè, vứt nè. Và đây vẫn còn. Và ngoài chế tạo vũ khí ra thì amethyst này á còn có thể chế tạo được một bộ giáp cho mình khả năng phòng thủ cũng tạm ổn. Và kim cương. Ui, quá dữ luôn. Mới vô gặp được kim cương rồi.
Trời ơi, đi mai gì thì tụi biết mấy nha. Phải vậy chứ, có vẻ hôm nay khá là may mắn để cho mình đi tìm kim cương đây, cho nên mình phải cố gắng tìm thật là nhiều kim cương mang về để sử dụng dần trong thời gian sắp tới mới được. Và để an toàn hơn thì chắc mình sẽ chuẩn bị block để xíu trèo lên nha. Cái gì? Không, cái này là block troll nè. Nhìn nhìn kỹ một xíu thì các bạn sẽ thấy điểm khác biệt ở vần viền nè, cũng như là cái tên của nó. Ôi trời ơi, mừng hụt rồi. Cứ tưởng nó là kim cương không chứ ai dè block troll nó đào ra một phát một đống kiến xuất hiện nó cắn mình thì chết á. Ở đây còn có amethyst nữa nè, để mình khai thác nốt cái số này luôn đi. Để coi được bao nhiêu nhá. Cần khoảng 24 cái amethyst như vậy á thì mình mới chế tạo được một bộ giáp cơ. Nãy giờ thì mình chỉ mới có 12 thôi. Chắc là phải cố gắng đào thêm á. Trên đây có vàng nè, đào luôn đi. Phải chứ giờ mình tìm được kim cương nhờ. Có kim cương thì mọi chuyện nó cũng dễ hơn á. Nhưng mà thôi không có cũng không sao đâu, từ từ cũng gặp đó mà. Ở đây là Palladium, cái này dùng để làm gì đây? Ủa mà cứng quá. Ui đây, ủa cái này chỗ cũ mà. Còn là vừa lớp tròn nhưng mà thôi chắc bây giờ mình sẽ trở lại cái đường đào ở phía trên đi, để mình đào kiểu thông thường á, như vậy thì việc tìm kim cương nó sẽ dễ hơn chứ đào kiểu vậy thì khó lắm, kiểu như khám phá hang thì nó hên xui nhiều lắm ấy. Để coi ở đây là cái này cũng là tròn block nè, mình đào một phát là nó sẽ ra kiến á. Thôi thôi thôi, không nên đào mấy block đó đâu. Rồi giờ thì chắc mình sẽ đào theo kiểu thông thường, là đào về thẳng thẳng về phía trước á, đến khi nào gặp kim cương thì thôi, hoặc là gặp một cái vùng mà có quá nhiều sỏi hoặc là đất á thì mình sẽ rẽ qua trái hoặc phải nhá. Hẹn gặp lại các bạn khi mà mình gặp được những viên kim cương hấp dẫn nha. Ui. Gặp luôn nè. Ui, gặp luôn nè. Để coi coi được bao nhiêu viên đây. Ui nhìn sơ qua là 4 viên, đây là kim cương thiệt chứ không phải kim cương dởm như hồi nãy đâu. Wow, 4 viên luôn. 5 viên. Ui có 5 viên hả? Ồ thôi kệ, miễn sao có kim cương là được à. Ờ chắc có vẻ là có 5 viên thôi các bạn ơi. 1 nè, 2, 3, ui 6 viên, 4, 5 và 6 viên. Trời ơi. Mới đào được có một đoạn đã gặp được 6 viên kim cương rồi. Tuyệt 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 nha. Được á, để bây giờ mình sẽ đào thẳng về phía trước nha. Quầy có vẻ cái đường đào này khá là may mắn đây. Và trong thời gian sắp tới á, khi nào mà mình tìm được cái vùng sa mạc để lượm thật là nhiều những cái xương rồng về thì cái công việc đi mai nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều, vì mình có thể chế tạo cái giấc mơ của người đào mỏ. Với cái đó thì mình có thể bùm một phát nó sẽ tạo ra một cái hang động mà mình chỉ thấy khoáng sản thôi, mấy block đá nó sẽ bị phá hủy tự động đi ấy, rất thích hợp cho mình tìm những cái loại khoáng sản cần thiết kiểu như là uranium với titanium á. Thôi giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục đào thôi nha các bạn. Ui chết rồi. Cây cúp sắt mình nó hư mất tiêu rồi. Thôi kệ, để bây giờ mình sẽ hy sinh một ít viên kim cương á để mình làm một cây cúp kim cương nhá. Dù sao thì mình cũng cần đào hắc diệm thạch trong thời gian sắp tới mà. Sẵn tiện đây thì mình sẽ nâng cấp nó lên luôn và việc đào của mình nó cũng sẽ nhanh hơn á. Rồi giờ thì tiếp tục công việc đào thôi. Và nhìn đây nè, kim cương đỏ. Ui đây là một thứ rất là cần thiết để mình chế tạo những cái món đồ liên quan đến siêu anh hùng á. Ôi xịn nha, được 2 viên luôn. Và đây là block gì đây? Ôi chết. À đây là block phóng xạ các bạn ơi. Mình không 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 có dùng được. Không nên giữ mấy block phóng xạ nhá, vì nó sẽ gây độc cho mình á. Nhưng mà nó cũng là một block để chế tạo mấy món đồ xịn á, nên khi nào cần thì mình sẽ quay trở lại cái hang động này để mình khai thác những cái loại đó nha. Còn giờ thì tập trung vào việc tìm kim cương thôi. Ui. Ui. Ui chết 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 chết, mình tìm được một vùng gì nè. Ở đây có cái rương. Một Iron Golem Bed. Wow. Ủa cái này giống cái stronghold vậy, có mấy cái đá nè. Iron nugget, than, obsidian nugget. Thôi mình không lấy mấy thứ đó đâu, tại vì mấy cái nugget đó mất công phải ghép lại á. Ủa cái này là cái căn phòng gì ngộ ta? Để mình thử đào về phía bên đây coi còn đường không nhá. Ui hấp dẫn đây, hấp dẫn đây. Ủa? Chỉ có vậy đó hả? Vậy phía trên thì sao?
Phía trên cũng không có gì luôn. Úi, ủa đâu ra mấy con quái này hoài vậy? À, trong đây có con cá bạc nè. Ủa, không phải hả? Ủa gì đâu ra mấy con quái đó hoài vậy ta? Bên đây đúng không? Bên đây cũng không có. Vậy bên đây thì sao? Ủa tự nhiên có cái căn phòng ở dưới lòng đất vậy thôi hả? Trời ơi, làm mừng hộp mà, tưởng đâu gặp được cái stronghold thôi. Tại vì mình thấy mấy cục gạch đóng reo á. Cái tối ngày cứ cho người ta hoài, đúng là crazy crap mà. Ở đây có một ít viên ruby nè, mình cũng có thể khai thác nó để chế tạo mấy món đồ liên quan đến siêu anh hùng trong thời gian sắp tới đó. Rồi giờ thì trở lại với công việc tìm kim cương của mình thôi. Và cuối cùng thì mình cũng đã đủ những cái amethyst để có thể chế tạo được full một set giáp rồi. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ui, trên này vẫn còn nữa nè. Giờ mình còn thừa ra luôn cơ. Chắc mình phải làm thêm một cây rìu đi. Một cây rìu bằng amethyst để mình còn chặt cây á. Ui, đủ rồi, nhiều quá xài không có hết đâu. Trời, cho lắm vậy. Lúc tìm không ra, lúc không tìm thì nó lại ra quá trời nè. Giờ thì mình đã có 38 rồi. Thêm cái này nữa là 40 luôn. Và mình đang đào ngược lại cái hướng bắt đầu nè, để mình quay trở lên trên á. Nhưng mà đào nãy giờ cũng được một cái đường dài ngoằng mà không có gặp viên kim cương nào hết. Có vẻ không được may mắn cho lắm khi mà rẽ qua bên trái rồi các bạn ơi. Nhưng mà không sao, miễn sao mình đã có những viên kim cương để làm được một cái cây cúp kim cương nè. Dư ra một ít, có gì mình còn làm cái bàn phù phép nữa. Và khi nào mà mình trở lại cái hồ lava á, thì mình sẽ dùng cái xô nước này để tạo ra những cái hắc diệm thạch. Ủa, trong đây mình có 4 rồi đúng không? Mình chỉ cần khai thác thêm 6 nữa thôi là mình đã làm được nguyên một cái cổng địa ngục luôn. Và xuống dưới để tìm thêm đồ xịn á. Vì mình nghĩ rằng ở dưới địa ngục trong Crazy Craft sẽ có rất là nhiều điều mới lạ nè. Cũng như là có nhiều đồ xịn đang chờ đón mình đến nhặt á. Nhưng mà quái chắc nó cũng căng thẳng hơn. Tại vì bình thường ở trên này thì quái nó đã mạnh rồi. Xuống dưới địa ngục thì chắc cấp độ mạnh của nó sẽ tăng lên đáng kể á. Mà đào nãy giờ vẫn chưa vừa định nói là chưa gặp được kim cương mà giờ gặp nè. Được mấy viên đây. Trong đây hình như không có gia tài các bạn ơi, nên mình cứ gặp là đào thôi. Tại vì mấy phiên bản thấp á, hình như nó không có gia tài thì phải. Để mình search trong đây coi có chữ gia tài không. Nó bấm chữ gia tài mà nó còn không ra nè. Thôi kệ, không sao hết. Giờ mình sẽ đào luôn. Một viên, hai viên, 3 viên, 4 viên và 5 viên luôn. Ủa, 6 viên lận. 6 viên lận nha, chứ không phải là 3 viên như lúc đầu đâu. Vậy coi coi mình tổng cộng được bao nhiêu viên rồi nè. Mình có 9 viên mang về. Quá dữ, quá dữ. Rồi, nãy giờ đào cũng khá là lâu rồi. Bây giờ thì mình sẽ trở lại đây. Đổ xô nước ra nè. Và khai thác cho mình một ít cái khối hắc diêm thạch mang về để làm cổng địa ngục nha. Hẹn gặp lại các bạn khi mà mình đào xong cái số hắc diêm thạch này nha. Mình đã đào được một ít cái hắc diêm thạch rồi các bạn ơi. Và bây giờ chắc mình sẽ trở lên trên nha. Rồi, khi lên trên á thì mình sẽ bắt đầu chế tạo cũng như là trang bị cho mình một cái set đồ bằng amethyst luôn. Đầu tiên thì mình sẽ làm cho mình cái nón trước nè. Đó, cái này màu tím luôn nha. Đúng như mà tông màu của cái loại khoáng sản này. Áo nè, rồi quần. Và cuối cùng là một cái đôi ủng. Công thức như vậy. Rồi, vậy là được nguyên một set đồ rồi. Và với số đá nhiều như vậy thì mình nghĩ nên tạo một ít cái rương đi. Đây mình sẽ làm rương trong cái túi này. Còn mấy cái loại khoáng sản xịn xịn thì mình đã cho vô trong đây rồi, nên yên tâm không sợ lạc đâu. Đây, bỏ vô và giờ mình có thể lấy ra cái ba lô nè. Bấm ra một cái, đặt xuống. Coi coi 9 viên hả ta. Mình sẽ dành ra 2 viên đi để làm cho mình một cái bàn enchant nha. Và mình cần phải có sách nữa cơ, mà giờ mình chưa có sách. Ok, tạm thời thì cất vô trong cũng được. Và ở tập trước á, mình còn nhặt được một cái cây gậy sấm sét nữa nè, mà chưa có kịp để dùng á. Khi nào có dịp thì mình sẽ thử dùng, coi coi sức mạnh của nó như thế nào. Và giờ thì mình sẽ trang bị cái set giáp này thôi, nãy mình vừa chế tạo nè. Để coi coi nó có thực sự mạnh không nha. Bước bước mấy này ra, đặt vô một cái. Full thanh giáp luôn kìa. Ồ, cái này chắc nó mạnh ngang kim cương á. Thích nha, thích nha. Mình còn dư ra nữa cơ, nên mình sẽ làm luôn cho mình một cây rìu luôn đi.
cho xịn sò con bò luôn. Rồi để coi cây điều này có chặt thật sự nhanh không. Đây chặt thử cái cây này nè. Ui nó chặt nhanh lắm, nó nhanh kiểu như hơn kim cương luôn ấy. Giống như đang được trang bị cái dòng hiệu suất vậy đó. quá dữ luôn. Vậy là hôm nay là mình đã trang bị một set đồ cực kỳ tốt nè, và những cái dụng cụ cao cấp hơn. Và bây giờ mình đã có thể tự tin đi khám phá mà không sợ ăn hành quá nhiều rồi. Để coi coi mình phải xách theo ba lô mới được. Tại vì đi khám phá mà không mang theo ba lô á thì mệt lắm. Ba lô nào đây ta? Mình nghĩ mang ba lô này đi. Và cô bạn gái thì cũng phải dẫn theo chứ, mình đi chơi mà không dẫn bạn gái theo thì kỳ lắm đúng không? Cho cầm gậy đi, không cho cầm cây ghiều đâu. Ở ra gặp mấy bạn nữ khác á là quýnh quýnh người ta. Kỳ ghê luôn á. Rồi giờ thì đi khám phá một xíu hay nào. Chủ yếu là mình đi tìm cái vùng sa mạc thôi hả, vì mình vẫn chưa có gặp cái cây xương rồng nào hết. Có xương rồng á thì mình mới có thể mang về và nhân giống, cũng như là chế tạo những cái giấc mơ của người đào mỏ. Và việc đi mai của mình nó sẽ đơn giản hơn, và quá trình nâng cấp vũ khí cũng sẽ diễn ra dễ dàng hơn. Hướng bên kia làm gì có cát ta? Gần biển hay là sa mạc vậy? Ui, à đây là ổ kiến đen. Tưởng đâu ổ kiến máy móc thì mình sẽ lấy về, tại vì mình vẫn chưa có ổ kiến máy móc á. Ồ đúng rồi, cái này nó gần biển rồi. Ui đằng kia còn có cái đảo gì nữa kìa. Ở đây có bướm nè. Giờ mình chưa có đồ để giúp mình bay á, nên mình chưa có dám khám phá ở mấy cái chỗ. Ui cái gì đây? Ui con gì thấy ghê vậy? Con sâu hay sao ấy? Còn đây là hình như bắp thì phải. Hình như cái này là bắp nè. Ui được á, trồng được không? Và đây là mấy cái hồn ma. Đi chỗ khác đi mấy hồn ma này. Muốn chết à? À và trong đây hình như có rương nữa. Đúng không? Chuột nè. Chuột nè. Rồi đào mấy cái này ra thôi. Mình sẽ đào ra một cái. Hồn ma đi ra chỗ khác. Chỗ người ta đào spawner. Đi ra. Ê con chuột. Chuột ổn nè, dám quýnh mình, bạn gái đập cái chết luôn rồi. Rồi, mình sẽ đập hết mấy cái spawner này và coi coi trong rương có gì. Một ít cái san ọt, đuốc nè, đuốc lấy được, than lấy được, xô cũng lấy được luôn. Cho thêm thịt thối rửa vô rương nè. Rồi, giờ thì tiếp tục đi thôi. Trong đó nó nghe tiếng mấy con hồn ma hơi rùng rợn một xíu. Đằng kia thì có mấy con bò anh cha anh kìa. À chắc trên đường đi á mình sẽ thịt một vài con bò anh cha anh đi, để lấy thêm táo vàng á, phục vụ cho việc khám phá của mình. Ủa đây có con bướm nè. Bướm. Ôi chết rồi. Ôi bạn gái mình cầm gậy mà cũng mạnh quá chứ, đập phát chết queo con bướm luôn rồi. Ăn hôm nay mình sẽ ăn thử cái loại bắp này coi. Ui bắp ăn cũng hồi khá là nhiều á. Ồ được á nha, ăn trong lúc thiếu thức ăn cũng khá ổn. Ở đây con gì đấy? Như con này là con bọ cánh cứng hay phải á? Hay con gì á? Cũng chưa biết nữa. Thôi kệ đi. Đi tiếp vào. Mình chỉ giết vào anh cha thôi hả? Con này nó rơi ra hai lỗ táo lận. Ui trời, dám chọc giận bạn gái mình. Quýnh nhét bè luôn. Thôi đừng quýnh người ta nữa. Được rồi. Coi có thêm táo vàng không? Được 10 trái táo vàng rồi nè. Rồi đi tiếp nha. Ôi đừng nói gần đây không có vùng sa mạc nha. Mình cần lắm cái vùng sa mạc cơ. Coi giết gà coi có được gì không. Gà thì mình được lông gà. Lông gà thì mình có thể chế tạo quyển sách. Không có công thức gì đặc biệt hết. Nên thôi đi tiếp, không có sát sinh bừa bãi nữa. Và đây là cục đá thôi. Nhìn tưởng con kiến không chứ. Lại là cục đá nè. Ui cục đá mình đẩy được luôn, giờ mình mới để ý nha. Xịn vậy. Còn đây là... À cái con này nè, mình không nên giết nó, tại vì khi mà mình giết á thì mình sẽ bị buồn nôn giống như vậy nè. Ui chết rồi. Đó. Hậu quả của việc quýnh cái con đó. Mình quýnh không phát nó xì hơi xong nó mới chết cơ, nên mình mới bị chóng mặt á. Thì cái tên. Và đây có cái bí ngô nè, để mình khai thác một ít mang về luôn đi, tại vì nhà mình hình như chưa có bí ngô. Đó, cái gì chưa có thì cứ lấy một ít về để dùng. Và bên này có bé sói, trong người mình thì lại không có xương á. Ôi và con đó nó còn có thể chế tạo được một cây kiếm độc cơ.
kiếm đạo cũng vui á. Để sắp tới khi nào mà mình có Emerald thì mình sẽ làm riêng cho mình một cái cây kiếm độc nha, quýnh cho mấy con quái nó trúng độc nó chết luôn. Bên đây thì có mía nè, lượm về. Ui, đằng kia có mấy bạn gái tắm đêm kìa. Wow, tắm đêm luôn, liều nha, liều nha. Đằng này cũng có nữa nè. Ok, chắc bây giờ mình sẽ cố gắng băng qua cái khu rừng này thử xem coi có cái kiến này thì kiến, đúng rồi. Ui, cô bạn gái mình dẫn heo á, đi quýnh kiến rất là hay luôn á, gặp con kiến đập phát là chết luôn à. Và đằng kia mình thấy có con quái gì lạ lạ. Chưa đem qua bển mình chào hỏi con quái đó coi. Mình phải chạm trán với nhiều quái thì mới có kinh nghiệm được. Ender Creeper. Đúng rồi, chiến đấu. Lại đây. Ender Creeper. Nó cũng khá là mạnh á, nó giống như tử thần vậy á các bạn ơi. Nhưng mà tử thần lần này lại có cánh cơ. tử thần nè. Ở đâu rồi? À đây. Tử thần, gần chết rồi, cố lên. Ui, chết rồi. Ủa, hắn dịch chuyển hay là bị bạn gái mình quýnh chết veo rồi. Hay lắm. Rồi, mình sẽ ăn cho no bụng nè và tiếp tục đi nha. Hồi ban đêm đúng là hơi đáng sợ một xíu. Lucky Block. Chuẩn bị nè bạn gái ơi. Đây là một cái khối may mắn ha. Hy vọng là sẽ rơi ra thật là nhiều kim cương. Nó mèo làm gì? Trời ơi. Mình không dám dẫn heo đâu, đi dẫn heo lỡ mà bị mấy con Reaper nổ là mình không có chịu trách nhiệm đâu á. Nên thôi ở đây đi mấy mèo ơi. Chị nó còn an toàn hơn chứ dẫn heo thế nào cũng bị ăn hành giống như mình à. Và ở đây á có một pho tượng của siêu nhân gà. Và mấy cái con này nó phá quá à, nó chặt hết cây luôn á. Nó kiểu như nó máy cưa vậy á các bạn. Nó đó, nó bật máy cưa là nó cưa hay sạch bách mấy cây này luôn. Nguyên một đàn này chắc nó tàn phá nguyên cái khu rừng này luôn á. Ui, nó còn bật máy cưa lên nó ịn nữa kìa. Đây, ở đây có một ít khối vàng á, nên mình sẽ lượm vàng nhá. Phía trên thì, ủa có sắt chứ, phía trên thì mới có khối vàng. Bên trong thì Black Iron. Ui, cái khối này mình có thể mang về được nè. Ui, khối này mình chưa biết công thức chế tạo, nên mình cứ lượm về trước đi, tại vì nó miễn phí mà. Sắp tới khi nào cần dùng á, thì mình chỉ lấy ra và dùng thôi, đỡ phải tìm kiếm á. Rồi, được. Và nó còn có cầu thang dẫn lên đường trên cơ. Lần này thì nó cho mình tiếp một cây cây súng bắn ra cổng nè. Một trái táo vàng. Hồng ngọc hả? Hồng ngọc dùng để chế tạo kiếm 20 sức tấn công. Xịn hơn cây kiếm Amethyst của mình luôn. Ender Pearl Dust. Cái này dùng để chế tạo cái gì đó. À, dùng để chế tạo cánh cổng à. Thôi, để giờ mình sẽ cố gắng khai thác khoảng 20 đi. 20 cái khối đen này để mang về sử dụng dần. Rồi trèo lên trên nè. Không biết cô bạn gái mình có ba cô được không nữa. Hy vọng là biết ba cô chứ đừng có nếp ba cô giống như mình thì toàn á. Rồi, giờ trèo vào lóc lên nè. Ủa, trên đây không có rương hả? Ôi, buồn vậy ta, chỗ này không có rương rồi. Kệ, mình sẽ đặt cầu thang trèo lên. Ủa, trên này thì lại có nè. Ui, bạn gái mình trèo từ dưới lên trên luôn. Xịn vậy, biết kiểu như là dịch chuyển luôn á. Đây là những khối vàng nè. Đó, ngay phần đầu của cái siêu anh hùng gà nè. Rồi, giờ mình sẽ tranh thủ khai thác luôn. Đó, có rất là nhiều vàng trên mấy pho tượng nên chúng ta thoải mái. Phải chi mà mấy pho tượng này có một siêu anh hùng sử dụng kim cương ta. Để mình còn khai thác kim cương nữa. Chứ mấy cái siêu anh hùng này hình như xây dựng bằng khối vàng với sắt là chính à. Được một cái ba lô bằng nấm. Ê, triệu hồi ra nàng tiên nè, quả trứng triệu hồi ra nàng tiên nè. Để mình cất vô bớt đi, để mình có thêm không gian và nhặt mấy thứ cần thiết á. Cất kim cương vô, cất cây súng này vô, cất cả amethyst luôn đi. Mình sẽ nhặt cái quả trứng triệu hồi ra nàng tiên, một trái táo vàng, một cái ba lô khám phá. Rồi, chỉ nhặt những thứ đó thôi. Bây giờ mình sẽ biểu diễn một pha nhảy xuống dưới cho các bạn xem nhá. Nếu mà hụt chắc gãy chân luôn quá. Nhưng mà thôi, làm liều thôi. Pew. Ui, suýt gãy chân rồi. Biểu diễn gì thì to mất á. Thôi kệ không sao, dù sao vẫn
Ui nó tồn tướng đầu Gripper nữa chắc chết quá. Dù sao thì vẫn còn sống mà. Và trời thì cũng gần sáng rồi các bạn ơi, chắc bây giờ mình sẽ tiếp tục đi thôi. Đến khi nào mà gặp được cái vùng sa mạc mà mình cần tìm. Rồi hẹn gặp lại các bạn khi mà mình gặp vùng sa mạc hay là một thứ gì đó đặc biệt khác nhá. Đi được một đoạn thì mình gặp ở đằng kia có cái nhà của hai kìa, hình như nhà cây luôn nha. Có vẻ xịn đó, để bây giờ mình sẽ thử lội qua cái sông qua bển coi coi bên đó có gì nha. Hy vọng rằng trên đó có người và trong đó còn có rương nha, để có gì mình còn lấy đồ nữa. hình như có rương. Đó, hình như có cái rương. Đúng rồi, phải vậy chứ. Và có cầu thang trèo lên nữa kìa. Ôi nhà cây này nhìn cũng được quá ta. Ủa có quái hả? À quái giật lá cây. Quái giật lá cây gây ra gỗ nè. Quái giật lá cây nhưng mà gây ra gỗ, thôi kệ đi. Trèo lên trên coi rảnh có gì căng thẳng không. Chắc là có spawner hay sao ấy, nó mới có quái xuất hiện á. À đúng rồi, có cái spawner nè. 4 cái luôn. Ây cha, nhiều vậy. Đập ra trước đi, tránh trường hợp nó xuất hiện thêm. Đập một cái là chết, nó có 6 máu thôi nên khá là yếu. Đập một cái là chết. Đập nè, cái tội quýnh. đập nè, rồi, ok, mình đã đập hết mấy cái spawner rồi. Và trên này thì có poison sword. À, đây là cái kiếm hồi nãy mình định mang về chế tạo nè. À, lấy thử một cây chơi thử coi. Chắc quýnh một cái mấy con này chúng độc dữ lắm luôn á. Ok, giờ thì cầm cái này và đi test thôi. Quýnh nè. Ôi hình như quýnh con này không được. Kỳ vậy ta. Cái gì? Cuồng hồng. Ồ, ở những phiên bản thấp á thì cuồng hồng là một loài động vật cực kỳ quý hiếm nha. Không phải dễ dàng mà gặp được cuồng hồng đâu. Xác suất gặp nó là cực kỳ thấp luôn. Này ăn cướp nè. Ăn cướp nè, cho chúng độc chết luôn. Ăn cướp nè, để coi độc có đủ để giết mấy ăn cướp này không nha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chết luôn. Ui, đúng là kiếm đầu có khác không ơi. Mình bây giờ mình có thể bán hành cho mấy tên ăn cướp rồi. Này thì ăn cướp, ăn bóc người ta nè. Một hit của mình thôi, mình sẽ cho mấy tên này cảm nhận sự đau đớn khi mà chúng độc nha. Đó, hành hạ tân sát mấy tên đó mới được. Này thì ăn cướp. Rồi giờ thì mình sẽ bơ mấy tên này đi, rồi đi tìm một vùng đất khác để khám phá thôi các bạn ơi. Mấy tên này chắc cũng đó, quýnh một hit là chết hết à. Rồi giờ thì tiếp tục đi khám phá thôi. Ui đằng kia có nhà của ai kìa. để mình qua thật bên kia mình coi thử coi nhà của ai nhá. Ui còn có Lucky Block nữa. Xin. Nhà của ai đây? Hello. À, nhà của bà phù thủy, mà bà này hình như thân thiện nè, không có quýnh mình. Được đó nha, thích những bà phù thủy thân thiện như vậy. Thôi kệ đi. Có gì cho mình không? Có đổi được không? Để mình coi coi mình có thể đổi đồ được không nha. Ui bà cười thấy ghê vậy. Thôi bà phù thủy này cười thấy ghê lắm. Ừ, đằng kia có con ống kìa. Ăn cướp hả? Lại đây. Ngươi có biết cảm giác chúng độc là gì không? Cảm giác chúng độc là gì không? Rồi giờ mình sẽ cắt bớt một ít đồ ở trong nữa đi. Giờ mình chật chội quá ha. Ừ nãy giờ mình quên dùng cây gậy sấm sét ta. Ừ, nó rơi ra một ít cái and bottle frame nè. Ừ. Cái đó không làm được gì hết. Rồi bên đây có con ong để mình dùng chính cây kiếm độc này để đánh bại con ong này luôn. Ong chúa nè. Ui nó chích mình cũng bị độc nữa. Ui sợ ghê luôn á. Rồi đây là tổ kiến đen. Mà mình đã có tổ kiến đó rồi nên không cần phải mang về thêm đâu. À, coi coi bên đây còn cái gì để mình có thể khám phá không. Ui Lucky Block. Ủa cô bạn gái mình làm gì bị mất máu rồi. Chắc nãy bị ong chích á. Để giờ mình sẽ ăn trước khi đập cái Lucky Block này nha. Để coi coi Lucky Block này sẽ cho cái gì. Kim cương. Ui. À bóp hả? Đúng rồi, cố lên cô bạn gái ơi. Cuộc chiến giữa bóp và cô bạn gái của mình. Cố lên. À hay là mình cho cô bạn gái xài kiếm độc. Kiếm độc cô bạn gái ơi. Đây kiếm độc. Rồi chuẩn bị kiếm độc. Lần này quýnh cho con kia chúng độc chết luôn. Này thì bóp nè. Bóp hả bóp.
mang full set kim cương luôn nha các bạn. Mà mình nghĩ là cô bạn gái mình vẫn có thể chiến đấu được. Cố lên. Yay. Cô bạn gái mình giỏi quá, quýnh chết mèo con sân bay rồi. Và nó rơi ra một cái ủng nè, với một cái áo, toàn là cần hóa xịn thôi. Quay được á nha. Mình sẽ cất mang về, nếu mà tách ra được á thì mình sẽ tách những quyển sách enchant và ép vô bộ giáp của mình. Và hướng bên này mình thấy có một cái công trình gì đó thì phải. Không phải một công trình mà là một ngôi làng. Một ngôi làng khá là to luôn. Để mình vô ngôi làng coi thử nha. Biết đâu trong ngôi làng này lại có đồ, nhưng mà ở bên ngoài lại có ông cơ. Ông nè, ông đọc. Ông lúc đầu chích mình là mình thấy không vui rồi đó. Tại vì ông mà khi chích mình quá nhiều á thì mình sẽ bị trúng độc và say sẩm mắt mày. Nên rất là khó chịu luôn. Bên trong ngôi làng này khá là to nè, không biết mình có nên dọn qua đây sống không ta. Phải chi ngôi làng ở đồng bằng á thì chắc mình còn miễn cưỡng dọn vô sống chung với mấy ảnh cho vui được. Chứ cái này làng miền núi mà, mình không sức chèo núi quá nhiều đâu. Đây là bác dân làng đổi thịt. Bác này bác đổi thịt heo. Bác hữu thư đây, nhà bác hữu thư đây. Mình sẽ vô trong nhà để xin một ít cái kệ sách nha. Rồi lấy kệ sách mang về và hỏi thăm coi bác này đổi món gì nè. Bác này sẽ đổi sách được viết lấy emerald. Loại đó chắc mình không cần đâu. Thôi mình sẽ lấy những viên sách và tiếp tục khám phá ngôi làng thôi à. Và đằng kia có mấy anh chiến binh á. Còn gì khác không ta? Ui, ngoài kia có cái lồng spawn của con gì kìa. Để coi con ngôi làng này vẫn có nhà bác họ Rèn. Để vô thăm nhà bác họ Rèn trước đi, tính gì tính. Rồi, nhà bác họ Rèn sẽ có gì nào? Hy vọng là có kim cương hoặc là món gì đó xịn xịn một xíu. Một ít cái pha lê gì đó dùng để làm chìa khóa. Mình có ở nhà một cái rồi nhưng mà chưa có dùng nên thôi, không có lấy thêm đâu. Rồi giờ thì chắc mình sẽ quay lại cái chỗ spawner mà mình vừa phát hiện. Đó, spawner có con gì kìa. Để coi mình có thể dịch chuyển nhanh không nha. Mình quên mang cái súng kia rồi, quên mang cái súng dịch chuyển rồi. Phải mang theo thì hay biết mấy, thôi kệ. Giờ mình sẽ nhảy một phát xuống nóc nhà nè. Pew. Đó, lần này thì thành công rồi. Nhảy lên tán cây. Nhảy lên cái tường thành. Và đi ra ngoài. Ở cái phần chơi này á, mình sẽ tập thành parkour để đỡ nớp parkour hơn. Ây da. Nhưng mà giờ mình còn nớp lắm. Thôi kệ đi, giờ mình sẽ lại đây. Coi đây là spawner của con gì mà nước không vậy? Của con vịt. Vịt này vịt thân thiện, không có làm gì mình hết á. Dễ thương nhờ. Ôi, lâu lâu gặp mấy cái spawner của mấy con vịt nè. Hay là mình lên trên mình đập cái rương ra coi có gì nha. Ui, nhiều thứ lắm, có cá gì nữa kìa. Để mình qua đây mình nhặt thử. Cá gì đây? Green fish. Mình ăn không được. Hay như là mình no mình ăn không được ta. Cái này là sunfish. Ăn thử. Kháng lửa. Cá mặt trời thì sẽ cho khả năng kháng lửa. Cái này là fire fish. Cá lửa hả? Cũng cho kháng lửa luôn. Ui vui vậy ta. Ui được á nha. Ui mình sẽ thả đàn vịt cho xuống sông ở đây. Tại vì thịt vịt á thì rất là thích xuống sông để bơi luôn á các bạn ơi. Ui gì đó vậy? À kiến, không có gì hết. Đừng đâu ai quýnh bạn gái mình chứ. Chứ dòng bằng kiến thì thôi, bạn gái mình mà gỏi được. Rồi và bên đây có cái chỗ gì nè. Có nhiều, khá là nhiều mấy cái bọt mút luôn á. Phải bọt mút không ta? Hình như cái đó là bọt mút á. Và đây là cái đồng tiền, mình sẽ đánh bại để rơi ra một cây cúp hả? Đúng không? Cúp Emerald. Vô tình nhặt được một cây cúp Emerald luôn. Tại vì cúp Emerald có một cái hay á, là khi mình nhặt vào thì nó sẽ tự động cường hóa cái dòng mềm mại, giúp việc đào bới nó sẽ đơn giản hơn. Và như đây là tổ ong các bạn ơi, chứ không phải cái công trình gì đâu. Tổ ong. Mình, đây, có cây gậy sấm sét. Mình sẽ đốt nhà. Tổ ong nè. Thôi chích mình cho tan nhà nát cửa luôn. Tổ ong. Ê, ăn cướp. Ui, nguyên một đàn cướp. Cướp nè. Ui, gần chết thôi. Hồi máu cái đã. Ai. Đợi cho hồi máu cái. Ăn cướp.
ăn cướp nè, ăn cướp. Mình vẫn chưa trả thù xong mấy con ong đâu. Có vũ khí rồi nên tận dụng để trả thù thôi. Ủa, ai muốn quýnh mình đâu vậy ta? Ăn cướp nè, ăn cướp nè. Rồi, giờ thì mình sẽ lên đây tiếp tục trả thù thôi. Dùng cây này trả thù rất là vui luôn á. Đó, mình có thể sử dụng để phá spawner không? Phá được luôn. Nghĩ đẻ nha mấy con ong. Vậy là sắp tới mình có thể dùng cái này để đập những cái spawner mà mình không thể nào áp sát được. Rất là tuyệt luôn. Nãy giờ đi khám phá cũng khá là lâu rồi đó, nhưng mà vẫn chưa tìm được cái vùng sa mạc nữa. Hình như cái vùng đó khá là khó tìm hay sao á. Để bây giờ mình đi thử một đoạn nữa coi coi có đủ may mắn để gặp được không nhá. Ồ, mình mới đi được có vài bước à, mình gặp nguyên con nhện siêu to khổng lồ nè. Nó bự thật sự luôn. Ui, đừng quýnh kiến nữa, lại đây quýnh con nhện bự nè. Ui, nó bự. Mình giờ giống như người tí hon nhá, con nhện này nó to như kìa. Ê cha. Ui, nó chết mà không phát chết luôn rồi. Ôi, chưa, để mình nhặt cái ba lô vô cái đã. Ui, con bạn gái mình bị ấy nữa. Mắc kẹt rồi. Ủa, hình như nó chết rồi, nó bị bạn gái mình quýnh chết rồi. Cố lên, đừng hy sinh nha. Ui, đáng ra mình phải ga lăng bảo vệ bạn gái chứ. Toàn để bạn gái bảo vệ mình không à, chết luôn rồi. Thôi kệ đi, bạn gái mình là bờ gồ, mình là núp mà. Bạn gái mình bảo vệ mình chắc cũng không sao đâu. Rồi, giờ thì mình sẽ tiếp tục đi nha. Nhưng mà hơi sợ con nhện nó ghê luôn á. Bột một phát chết luôn chứ. Không kịp làm gì luôn á. Đi được một lúc á thì mình đã đi tới cái vùng băng giá rồi nè. Và cạnh đây có một cái lucky block. Để bây giờ mình sẽ cất bớt đồ vô trong đi, để có không gian và đập cái lucky block này nha. Coi coi nó sẽ được cái gì nào. Ui, giật mình. Trời ạ. Tiếng bông hoa lớn ghê luôn á. Và nó rơi rất là nhiều khoáng sản nè. 12 viên kim cương. Giàu to rồi. Phải vậy chứ, phải vậy chứ. Ui, đấy mới thực sự là lucky block các bạn ơi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ thử đi qua cái vùng băng giá này coi coi bên trong này á sẽ có những cái gì đặc biệt nhá. Nhìn sơ qua thì nó khá là yên bình đó, không có nhiều quái cho lắm. Được á nha. Rồi, bên đây thì vẫn không có gì hết. Ủa, nó yên bình thực sự vậy hả? Không biết vậy mình sẽ dọn đến vùng bắc cực mình ở vùng băng giá là mình sống sẽ ok hơn á. Chứ mình chọn vùng đồng bằng tính ra nó cũng không yên bình đâu, quá trời quái buổi tối luôn á. Ok đi, tạm thời thì mình sẽ thử khám phá cái vùng này coi coi có gì đặc biệt khác không. Lỡ như một hồi mình đi thì mình mới gặp mấy cái con quái thứ dữ thì sao. Ui, nó không có yên bình đâu. Kìa, con đó con rồng biển hay sao đó, con đó. Nó dùng này nó không yên bình đâu. Nên thôi. Mình muốn sống ở đồng bằng hơn, quyết định lại rồi. Sống ở đây nhiều khi là biến mấy con đó ăn thịt nào không hay nữa. Thường như bên kia là đường để trở về nhà mình á. Ui, mấy con cua. À, cua. Lâu lắm mới gặp cua. Ai. Ui, đằng kia còn có ngôi làng tuyết hay sao kìa. Đó. Ủa đúng rồi, bỏ con cua đi, bạn gái ơi. Ở đây có làng tuyết nè. Wow, ngôi làng xây bằng tuyết luôn. Quá dữ. Coi ngôi làng tuyết này sẽ có gì nhá. Ủa, hay là có một cái nhà vậy ta. Ủa đúng rồi, cái này là ngôi làng tuyết nè. Ấy, trơn quá, mình khá là khó để nhảy vô trong á. Rồi, nhảy lại nè. Nhảy vô trong. Rồi, cậu, cái hàng rào vẫn được làm bằng tuyết luôn kìa. Xịn thật sự luôn. Mình cứ tưởng ngôi làng tuyết này không tồn tại chứ. Ai về vẫn có nhá. Wow. Và đường đi thì cũng đã được phủ bằng mấy lớp băng nén rồi. Thằng kia có con rồng biển kìa. Thôi mà mình bơ nó đi, về nhà mình triệu hồi mình đánh không được. Tại vì hồi nãy mình có nhặt được một cái quặng triệu hồi ra rồng biển nè. Nên về nhà mình sẽ tạo nha. Và bên đây thì có cái chỗ gì đó. Hình như là cái lồng spawner thì phải. Đúng rồi, lồng spawner có mấy cái con ma. Thôi kệ nó đi, đập nó hoài tội nghiệp, nó không có làm hại mình gì trơn á, chứ nó chỉ hù hù mình thôi à. Mà mình đâu có sợ mấy con ma đó đâu. Thôi giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục hành trình trở về nhà nha các bạn. Ê,
Ui cái tên này nhìn giống Kaito Kid mà hung dữ vậy. Đang đi đục một phát muốn xỉa nghiễn luôn á. Trời ơi vô duyên chúa luôn à. Thôi giờ thường sẽ trở về nha, không quan tâm đến cái con kia nữa. Chứ mà nhìn trên biển mình thấy cũng hơi sợ sợ ấy, tại vì có mấy cái con sea viper á, mấy con đó nhìn thấy ghê quá à, giống như con rắn vậy. Ồ tại vì nó còn kè thè cái lưỡi ra đòi ăn thịt mình nữa chứ. Bỏ tay với con đó luôn. Thôi giờ thì trở về nhà nhá, chạy giết giết thôi em gái ơi. À cạnh nhà mình hình như còn có một cái lucky block nữa nè, đập luôn. Wow quá trời kinh nghiệm. Được được, hiện tại mình đã 36 level rồi các bạn ơi, quá trời luôn á. Và đường về nhà mình nó cũng khá là gần rồi, băng qua ngọn núi này là tới á, nên mình sẽ tranh thủ trở về nhà luôn nha. Hy vọng rằng trên đường về gặp thêm vài lucky block nữa để đập thêm. Ui à đây nè, tổ kiến máy móc nè. Rồi có luôn, vậy là hiện tại mình đã sưu tầm được ba cái tổ kiến rồi đó. Sắp tới thì mình có thể thoải mái đi vào cái thế giới kiến nào mà mình thích luôn. Quá dữ quá dữ. Mặt trời cũng đã lặn xuống rồi các bạn ơi, và mình cũng đã về tới nhà cùng với cô bạn gái rồi. Sau chuyến khám phá ngày hôm nay á, thì mình đã nhận được rất là nhiều đồ xịn luôn. Giờ mình sẽ đặt cái giường này, đặt cái ba lô này xuống trước đi. À đây, được rồi nè. Hơi tối đúng không, để mình cắm đuốc lên cho nó sáng nha. Đó, và trong ba lô này chứa rất là nhiều đồ tốt luôn. Nào là đồ mình tìm được này, đồ mình nhận được trong những cái ba lô nữa. Và trong thời gian sắp tới á, thì mình sẽ cố gắng đi tìm cái vùng đất sa mạc mà mình hằng mơ ước để chế tạo những cái giấc mơ của người đào mỏ nha. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.